Được rồi đó. Là bây giờ sau khi phần khởi tạo của mình xong rồi, bây giờ mình đến phần mình thử khởi tạo một dự án nha. Các bạn bấm vô đây này, bấm vô đây để khởi tạo dự án thử đi, save lại, bấm vô đây là từ cái file RTE mình khởi tạo lên thành file RVT. Ở đây chứ. Rồi chưa? Rồi em bấm nút sale lại. Sale nè. Sale bình thường thôi, không cần sale ad. Mấy em đặt tên do sale do cái file của mình á, cái chỗ vị trí của mình á, dữ liệu nãy á, đặt tên do các em đặt tên, nên đặt tên như thế này nè, cái cách đặt tên nha. Mình đặt chỗ này là cái bộ môn của mình nè, chỗ này là cái tên của bài tập nè, hiểu nha. Đó là tên bài tập đó. Rồi sau đó đến cái tên của các em. Đó. Tên của các em, mấy em nên đặt cái tên trước. Rồi cái họ tên lót sau. Đặt ghi đầy đủ vô. Ít bữa nữa bài tập này là mấy em nộp cho thầy luôn á. Đặt tên đường hoàng do. Do chỗ này mấy em có thể chọn cái bài tập tùy ý của mấy em, cho nên mấy em thích chọn bài tập nào thì đặt cái đó. Ví dụ như cái công trình hồi nãy thầy gửi cho mấy em á, thì mấy em đặt đó là mấy em đặt là kiến trúc này. Ví dụ mấy em đặt là kiến trúc này đấy nha, gặp dưới cái tòa nhà văn phòng nè, MC nè đó, đặt tên do đó. Xin lỗi em có dấu nha, đó đừng đặt có dấu nha. Các bạn RVT này nó tự động ha, các bạn đặt tự động đó này, RVT này. Được chưa? Kiến trúc văn phòng HMC. Đó. Sale lại.
khi nào viết chữ in, khi nào viết chữ thường. Cái vấn đề này á là nó nằm trong cái kỹ năng tin học của mình á. Chứ mà nếu các bạn nào mà chưa có trang bị được các cái kỹ năng đó thì các bạn có thể tham khảo nhanh chỗ này nha. Đây. Đây. Các bạn ghi nhanh năm cái nguyên tắc này. Đó, đặt tên. Các bạn muốn học giỏi môn này, các bạn phải nắm vững năm cái nguyên tắc đặt tên này, bởi vì mình làm việc theo nhóm, mình đặt tên làm sao đó để cho nó thống nhất, người khác đặt tên thì mình hiểu liền, mình đặt tên thì người khác hiểu liền, không có gây khó chịu cho người khác nha. Bây giờ cho nên đó là mình phải tuân thủ cái công việc của nhóm. Rồi các bạn làm tới đó là được rồi. Và xong phần khởi tạo. Bữa buổi học tiếp theo thì mình sẽ mở cái file này lên là mình làm. Bây giờ nghỉ một chút xíu đi. Xong rồi thầy coi thấy có vấn đề gì hỏi, trao đổi thì cứ trao đổi đi. Coi thấy nãy giờ mình học có vấn đề gì mấy em góp ý không? Hả? Em hỏi là một nhóm làm việc có mấy người á hả? Nhóm làm việc có tùy theo cái dự án và tùy theo công ty nữa. Ví dụ như nhóm làm việc tối thiểu là 2 đến 3 người thì người ta làm trong gọi là nhóm, còn làm một mình thì thôi không gọi là nhóm nữa rồi. Còn 2 3 người đó lên là một nhóm tối thiểu. Còn có những nhóm đông tới 20 30 người, có nhóm tới 40 người, công trình lớn sân bay rồi chẳng hạn, thì người ta làm nhóm tới 40 50 người trong một nhóm, làm chung lên một file. Cho nên hả là mình phải tuân thủ cái nguyên tắc để cho những người khác người ta họ cảm thấy rằng mình phối hợp chuyên nghiệp với họ, nhiều mỗi người mỗi ý mà, cho nên cứ tuân thủ một nguyên tắc thì sẽ dễ dàng làm việc với nhau hơn. Bạn Đắc Kiều hỏi cái vấn đề viết tiếng Việt phải không, hồi nãy thầy có nói rồi chắc nắm rồi ha, cần có lại không đó. Các bạn ghi năm nguyên tắc này vô, thuộc lòng năm nguyên tắc này luôn đi. Mấy em làm không phải là cái môn Revit này không đâu, bất cứ cái gì mà đụng đến máy tính là mấy em phải đặt tên nó chuẩn vậy này để cho nó sẽ làm việc nó dễ hơn. Tất nhiên mấy em á làm việc một mình mấy em muốn làm gì làm, nhưng mà cái điều á mình đặt nên nó dễ tìm kiếm, dễ sắp xếp vậy thôi đó. Mấy em thấy cách đặt tên nè chưa đó. Xong bài này bắt đầu mình đến cái mình sẽ làm một cái bài tập, cái bài học về thiết kế family. À, như hồi nãy thầy giới thiệu với các em á là mình có 4 file đúng không? Này. Nói lại 4 file đó nha. Revit mình có 4 file. AR, VT, AR, TE, AR, FA, R, FT. Đó, mình có 4 file. 4 file vậy đó. 4 loại file. Cái file này là cái file dự án của mình. Bây giờ ví dụ như cái dự án của mình nó có
tường đúng không, đó có cột có cửa đó, có cửa đi có cửa sổ hay vậy nha. Thì từng cái đối tượng này nè, từng cái cột cái cửa này nè gọi là family cha, từng cái này mình gọi là family. Thì trong cái family này ở đâu ra là mình phải thiết kế nó là một cái file riêng, cái một cái file riêng này nha, đây là một cái file riêng family đó, family cửa với cái family cột đó nha, family cửa sổ đó, family cửa đi đó nha, đó thiết kế tận cái family vậy mình mới import nó vô cha. Đó lúc nãy là mấy em mới vừa làm một cái việc á, đó là mình khởi tạo cái file này lên, khởi tạo cái file này lên ra tạo ra file này này khởi tạo nha. Sau khi mình khởi tạo lên á là nó ra một cái file mà nó có những cái đối tượng tương đối ở trong đó. Cái file của mấy em vừa tải về nó 100 mấy chục MB, thông thường mấy file mẫu thì nó phải 20-30 MB trở lên ha. Cái file này nó hơi bị thừa đó, nó nhiều loại dự án cho nên là nó hơi bị thừa. Mấy em thấy này, có cái family trong này thấy chưa, nào là cửa này thấy chưa, này cửa này thấy chưa đó à, nha. Thầy ví dụ như thầy vẽ cho coi nha, ví dụ như cái tường đi, tường này thấy chưa, vớt ra tường đó không, rồi cột cái này à, structure column này đó. Mấy em khoan nghĩ đến chuyện vẽ hết nha, dành thầy nói để mấy em hình dung thôi nha đó, hình dung thôi. Bây giờ ví dụ như cột đây thấy nha, cột này đúng nha, đây đúng không đó, thầy kéo cột ra nha, kéo cột ra vẽ ở đây đó, để chọn nha cột à, cao tới tầng 2 chỗ nào tiết diện đúng không, tiết diện là chọn đây này, tiết diện đây này ra đây này đó, đó. Đó. Rồi không bấm Edit, quét chuột từ bên phải qua bên trái rồi xem cột đây chưa, đó mình vẽ nó vậy đó, có nghĩa là cái cột này nó là cái family và mình đã làm sẵn mình đưa nó vô này. Mấy em thấy family rất là nhiều loại family này này, từ trên dưới này đúng chưa, chữ family này đó rất là nhiều family, bắt đầu cứ lôi bỏ vô thôi đúng không. Rồi thầy ví dụ như vẽ cái tường nha, đây tất nhiên mình lôi ra hoặc cái tường đây, ví dụ cái tường đây ha, hoặc là này nó nằm đây này tường B9 này chẳng hạn đúng không đó, thì lôi ra đó chọn vô đây ở đây ha đó đó, cái vậy ra cái tường, cái đâu phải vẽ từng nét đâu đúng không, mấy anh thấy ra cái tường rất là đơn giản vậy đó đúng không. Xong rồi cái cửa này đây đo đây vẽ cửa hoặc cái đó là cái lệnh, nhưng mà nếu mình có thể mình phải kéo trực tiếp giống như lấy trong kho ra vậy á đúng không, giống như chơi game này à. Ở đây nha, cửa nha, cửa bốn cánh nha, đây lôi cửa này bỏ ra đây đó xong được chưa đó, lôi cửa nhỏ hơn này, cửa cửa hai này đó lôi bỏ vô đó đó đó. Bây giờ mỗi cái này là một cái family nha, mỗi cái này là một cái family đó. Như vậy thì các cái family đây nè, cột cửa này mình lôi mình bỏ vô thôi đúng không, mình import nó vô, nó là một file riêng. Vậy cái file riêng nó cắt ở đâu đây nè, cái file riêng cắt ở đây nè, khi đưa nó vô đó thì nó mới nằm trong file đó, mình vô insert này mình load này đúng nha, load vô rồi nó vô cái đường dẫn mà hồi nãy mình set hồi nãy nè đúng nha, await matrix á, thì em thấy cái đường dẫn đó nè có rất là nhiều cái đối tượng ở trong này, ví dụ như là nè đo này thấy chưa đó, các loại cửa này thấy chưa, có nhiều loại cửa trong này, hoặc là mình có thể lấy ở từ những thư viện khác, sau đó mình open open một cái thì nó sẽ import cho đây đó, ví dụ cửa này đi ha đó. Open đó rồi nó vô đâu rồi, slide đây này
không nha, mới bật cái này nha, giữ chuột kéo bỏ vào đó, cửa là slide là cửa trượt này đó, hả cha, ra cửa không vậy á. Cái thư viện nó làm đó xong mình import vô, xong rồi mình mới kéo nó ra nha. Còn cái file RFT là cái gì? File RFT là cái file template của cái family nha. Đó là cái thằng nó bỏ chữ A đi, ghi chữ template family vô đó. Như vậy thì cái file này nè dùng để khởi tạo cái này đó, dùng để khởi tạo lên các cái family, để đi vẽ family dùng cho người thiết kế family. Và bây giờ mình hồi nãy là mình đã khởi tạo lên file này rồi, ở đây nha, đáng lẽ mình học tiếp nhưng cái này, nhưng mà thầy nói là phải tạm ngưng cái này lại để chờ cho các bạn bữa hôm tới học đầy đủ, chờ buổi thứ hai nha. Bạn nào buổi thứ hai không đi học nữa thì thầy không có chờ được nữa đâu nha. Còn các bạn, mấy bạn mà hôm nay mình bắt đầu mình qua mình học cái bài này nó là một cái bài tập riêng, cho nên nếu bạn nào mà bữa nay không học được thì có thể xem video lại làm là cũng được, nó không có ảnh hưởng đến cái bài tập chung mà để mình theo bài cho nó dễ ha. Rồi bây giờ mấy em chuẩn bị làm này nha, khởi tạo file này lên để đi thiết kế một cái family đó. Rồi các bạn nắm tinh thần nha. Rồi. Bây giờ á mình đóng file lại nha. Đóng file lại, bữa sau học tiếp nha, mà bữa tới là sẽ mở file lên đó nha. Đó. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình đi khởi tạo một cái family, family dưới này. Hồi nãy trên nào là khởi tạo cái này gọi là file dự án ha. Để ra biết chứ, còn là family này, chưa? Mình đi khởi tạo dưới này nè đó, khởi tạo family để vẽ family. Và cái bài tập để vẽ family á là các em làm cái bài tập này nè, thì lấy cái link cho em nha này. Nếu bạn này vô trang học Revit.vn thì các bạn thấy các bạn tự học bổ sung này đó, cái bài cuối cùng nè, thiết kế family này. Bây giờ mình làm này nha, làm này đó, trong này có cái video hướng dẫn rồi đó, và các trang 1, trang 2, trang 3, trang 4. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ chỉ trực tiếp cho mấy em làm từng bước làm theo cho nó dễ ha, bạn nào quên thì xem lại video này đó. Và tất nhiên ở đây thầy sẽ chỉ những cái mang vấn đề mang tính là nó căn bản nhất và chính nhất thôi, mình không có đủ thời gian để mà đi sâu hơn. Thì các bạn đi sâu hơn, các bạn sẽ đọc các cái trang này và cái xem video này sẽ làm nó sâu hơn ha. À, để dìu các bạn bữa nay cái bài tập này là để dìu các em cho nó cảm thấy là dễ dàng và hứng thú hơn thôi, đúng không? Còn mình tự học, tự xem, tự đọc thì thầy không nói rồi. Và có người thì cũng có bạn thì thích đọc theo cái kiểu tự học dài hơn, mà cũng có bạn thì thích là thầy giảng dễ học hơn ha. Tùy các em chọn. Bây giờ bấm vào cái trang số 1 thử coi nè đó chưa, mấy em lấy giấy bút ra để chuẩn bị vẽ cái bộ bàn này, vẽ bằng tay cái bộ bàn này vô lên giấy đi đó, lấy giấy ra vẽ bằng tay cái bộ bàn này vô đó, để mình chuẩn bị thiết kế ra cái bộ bàn giống vậy để mình lôi vô. Giống như trong cái bài, để thầy mở lại cái bài nãy, thì mở cái bộ bàn cho em xem nha.
Đây này, cái bộ bàn này. Bộ bàn là trong furniture. Đây, nha. Bộ bàn ăn này. Nha. Đó, ví dụ mình thiết kế cái tương tự vậy này. Đúng không? Đó. Mình thấy lôi bộ bàn ra. Đó. Đó. Ví dụ kích thước bộ bàn này. Mình sửa bộ bàn lên 4 mét. Đấy rồi. Đó, mấy anh thấy số ghế nó tự động nó thêm vô đó nha. Đó. Cái này đó, cái family là nó như vậy đó. Cho nên nó là bây giờ mình sẽ đi thiết kế cái bộ bàn tương tự như vậy đó. Để mình đưa vô. Đấy nha. Mấy em mà là kiến trúc sư tương lai thì cái việc thiết kế family là rất là cần thiết, bởi vì kiến trúc sư thì sáng tạo ra nhiều cái cấu kiện nó không có sẵn đâu. Ví dụ mấy em thiết kế một bộ cửa mà nó không có sẵn thì chẳng lẽ cứ phải lấy cái có sẵn. Giờ thì mình phải đi thiết kế cái family, cái đồ án của mình á, thì mình phải biết thiết kế family để mình làm cho đúng theo ý tưởng của mình nha. Đó. Đây nha, mấy em hình dung chưa? Các bạn là chưa hiểu cái chưa hình dung được cái vấn đề của mình không? Rồi, hiểu rồi thì bây giờ bắt đầu mình làm nha. Ồ. Rồi bắt đầu bây giờ mình đi khởi tạo một cái dự án đó nè. À, khởi tạo một cái family template đó nè. Đây nè, new nha. Rồi, các em chọn vô cái hệ English không có cái chữ Y nha. Có cái chữ matrix phía trước. Nó có cái chữ matrix phía trước có nghĩa là hệ mấy đó. Rồi bây giờ mình chọn vô cái generic model đi. Là một cái loại family đơn giản nhất, chung nhất á. Rồi. Chọn nó đi. Chọn open nó ra. Chỉ ra nha. Cái cha, open lên ha. Rồi, như vậy là mình đã chuyển từ cái file RFT thành cái file RFA rồi. Save lại, bấm save. Save đi.
Rồi, mấy em đặt tên. Đặt tên rõ chưa ha? Mấy em nên đặt cái tên của mình phía trước đi, để biết bài của bạn nào làm nha. Đó. Của bạn chữ nhật. Rồi, này file RFA nè. Save vô. Mình bám sát theo bài này nha. Đó, các bạn nên lấy giấy ra vẽ này đi. Vẽ đi cho thuộc cái này đi. Thầy mới theo cái bài thầy nói dễ, thầy thì thuộc rồi thầy nói nên nó khác, mấy em chưa có hình dung nó ra đâu. Mấy em phải vẽ ra giống như phải ghi vậy để cho mình nhớ. Cái thước của nó đó nè. Cái thước này. Mấy cái thước này mấy em phải ghi ra mấy em mới nhớ. Ghi ra đi. Rồi chờ chút xíu ha. Đó. Cho mấy em 5 phút vẽ đi. Lấy giấy ra. Giấy A4 á. Thank you.
Đặt em phải sao mấy cha? Rồi, nhớ con số rồi nha. Đó. Mình vô tiếp cái bài, cái trang tiếp theo này. Giao diện này. Rồi, chuẩn bị vô đây nha. Rồi, bây giờ các bạn ngày vô cái giao diện của Revit để cái project browser phía bên tay trái, property phía bên tay phải. Các em phải để giống như thầy, mấy em mới dễ theo dõi nha. Nói rồi là mấy em đừng có sáng tạo mấy cái này nè. À. Giả sử như nó không ở bên bên chỗ cùng chỗ thì mình kéo nó ra này, anh cha. Cắm nút này kéo ra này. Sao mày đưa nó vô này. Đưa này. Mấy em đừng đưa lên nha, đưa ngang này. Đưa thấp dưới này. Đưa ngang qua phía khi nào con chuột nó đụng vô cái mép này, đó, đụng vô cái biên của cái cửa sổ á thì đã mới nó mới bắt giờ đó. Đưa bên ta phải chuột đụng vô cái biên cửa sổ này bắt lên được chưa. Rồi nếu như bạn nào mà lỡ nó bấm ra bị mất cái đó đó thì các em vô đây em thấy nó nằm đây này này, project social này, property này, hai cái thanh đó là để thường trực có để xài đó. Được chưa? Có bạn nào không được thì hỏi nha. Cái chỗ này thấy có nhiều bạn làm kho không được lắm á. Thầy không nhìn thấy bài của mấy em cho nên là biết sao. Bây giờ thầy hả đề nghị một vài bạn là đưa bài thầy xem để coi nha. Bây giờ bạn bạn phát trần ở đâu cho xem bài coi. Bạn phát đâu trần phát em cho thầy và các bạn xem bài của em thử coi. Không lên được ta. Tao phát trần đã xe chưa? Em biết cách xe rồi phải không? Em biết cách xe màn hình của em lên chưa? Các bạn đã biết cách xe màn hình của mình lên cho mọi người chưa hả? Đây. Thầy chỉ chỗ nha. Đây. Ví dụ như của thầy này. Anh chưa? Đây không? Đây nè, bấm vào này nè. Dạ. Mấy em ghi là xe nè, toàn bộ màn hình nè. Rồi mấy em chọn vô một màn hình. Nếu như mình có hai màn hình thì mình chọn vô một màn hình. Dạ. Còn mình có một màn hình thì thôi thì nó chỉ cho xe một màn hình nó lên nè. Xe lên. Đó. Hả?
Dạ. Rồi, như thấy bài của bạn phát rồi đó. Rồi. Bài của bạn phát làm tốt rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ hỏi bạn ở đây nha. Bạn Yến Nhi đâu? Nhi đâu? Cái Nhi xe lên đây coi. Bạn Nhi chưa thấy. Thử xe đi mấy em, tập xe đi để thầy thấy bài mới biết mấy em theo kịp không chứ. Cái này đâu không xe lên, cái này khi là xong rồi nè. Dạ bạn Ngọc Phương đâu? Có cần phải chỉ lại cái xe không? Ở góc dưới bên phải màn hình á. Bạn phát là mình ở được rồi đó. Các em phải dập xe cho kỹ nha. Bữa tới thầy á, hỏi để mà thầy chấm bài với các em á, trong từng buổi từng người á, cho nên đó là mấy em phải đưa bài thầy xem là mới chấm điểm quá trình mấy em được đó nha. Yến Nhi đang xe đang phải không? Rồi bài của Yến Nhi đúng rồi đó. Đó rồi. Đó các bạn thấy bài của Yến Nhi rồi ha. Được rồi đó. Ngọc Phương đâu? Rồi thấy bạn Ngọc Phương. Sẵn sàng để chuẩn bị nói vô cách vẽ nha. Các em thấy dễ không? Đơn giản mà phải không? Rồi, cho bạn Ngọc Phương coi nữa thế coi. Sẽ kêu coi bài thấy có mấy bạn hả? Như có ba bốn bạn gì rút ra khỏi lớp rồi.
Nghe thấy câu bài sợ quá rút ra hả? Thời bữa hôm nay thầy mới coi bài của mấy bạn mà nó làm xong rồi thôi. Bữa tới kia thầy mới hả xem từng người xem coi như là ngẫu nhiên nha. Bữa tới thầy cầm xúc xắc ra thầy thả số mấy ra thầy hỏi bài của người đó đó. Bữa nay coi bài mấy bạn nó làm xong rồi thôi. Làm xong rồi làm đúng cái thay bài thầy giảng hay là tốt rồi. Bằng anh Thư nó chỉ là cách xa phải không? Là nhìn là nè. Thế này, cái màn hình của mình giống vậy đúng không? Đó, mấy em bấm vô này nè. Trình bày ngay bây giờ nè. Bấm ở đây. Gọi là share toàn bộ màn hình của bạn nè nha. Đó, bấm vô đây. Xong rồi chọn cho cái màn hình của thầy có hai màn hình. Nếu như các em có một màn hình thì chỉ hiển thị một cái thôi, mình bấm vô cái bấm nút share xong. Nha. Đó. Đó, bạn nào chưa biết không? À, nói lại nha, bấm vô này nè, góc dưới bên tay phải màn hình nè. Màn hình của thầy chưa có xe mà, thầy bây giờ thầy đang để chờ mấy em, thầy không có xe nè. Nè, bấm vô đây nè, đó, giờ thầy xe nha. Đó, thầy xe là thấy màn hình của thầy cho coi nè, đó. Đó. Rồi. Đó, xe rồi đó. Thấy màn hình thầy rồi đó, thấy chưa? À. Rồi thầy dừng lại để cho mấy em xe đó. Ủa, à nãy giờ không thấy màn hình của thầy á. Rồi, giờ nghĩ lại nha. Mà đưa lên đây á hả, làm sao thấy đây làm sao chỉ được ta. Thôi để thầy chụp thầy gửi qua đi. Nè. Chứ hả thầy đưa qua đó cái nó chiếu như là vô vô cực cứ làm sao đọc được. Đây. Ở chỗ này nha. À, lên YouTube xem được hả? À? YouTube cũng vậy mà, cũng thấy màn hình đó mà sao được. Đây. Chỉ chính nó này hơi bị khó ha. Coi nè, từ từ. Thầy chụp lại cái màn hình này hướng dẫn cho. Ấn nút print. Đó nè. Các em bấm xem cái này nè, chỗ này nè. Đó là trên cái màn hình của mình ha. Em thấy chỗ này nè. Nút dưới nè. Có chữ là có cái nút này. Các bạn bấm vô nút này sẽ thấy được cái cách cái chỗ mà để mình xem màn hình lên. Ủa bên YouTube thấy được thao tác à? Hay vậy hả?
tại vì Thu Túc nó cũng xoay cái màn hình đó mà sao màn hình nó bị chiếu vô cực, nó nhìn thấy chính nó cho nên cứ nhìn sâu sâu vô trong như đường hầm á. Rồi được chưa, các bạn có bạn nào còn khó hiểu gì không nè, chỗ này nha, góc dưới người ta phải nè, chết cho cái nút này nè đó. Rồi kêu coi bài trốn hết trơn rồi, rút lui hết trơn rồi, qua YouTube coi hết hả, nó rút lui khỏi phần mềm này còn có mấy bài vậy. Rồi sao bây giờ thầy nói nha, các bạn sẵn sàng chưa, tiếp nè, bấm vô đây nè, mình thấy trên này có mấy menu này, mấy em chú ý cái menu annotate này là để vẽ các đối tượng 2D này, và ở đây chỗ này của mình nó là cái để vẽ đêm này. Ủa chưa thấy màn hình à? À, để xe lại xin lỗi. Rồi. Gì vậy ta, màn hình nó bị nháy nháy hả? Các em có thấy màn hình nó bị nháy bị chớp không? Sao tự nhiên bị nháy vậy ta, kết nối lại thôi nha. Rồi thì đây sao giờ nhá vậy, được rồi được rồi được rồi bây nha. Hết nháy ra gì vậy,
Được rồi ha. Rồi mấy em nhìn đây. Mình nhìn lên cái chỗ menu nè, menu tay nè. Mấy em chú ý thầy ba menu. Đấy nha. Đó. Cái này là để vẽ đối tượng 2D. Cái này để tạo hình chiếu. Và này để chỉnh sửa. Và quan menu quan trọng thứ tư đó là để tạo đối tượng 3D reality ha. Đầu tiên mình đi tập vẽ được cái thước trước này và đối tượng 2D nha. Nè, bấm vào đây align ha, là mình đi có thể đi. Nhưng mà các bạn thấy rằng là khi mình đi như một đối tượng như này mà không có đối tượng nào khác mà hết thì không đi được, nó không giống như AutoCAD, không có bấm một điểm bất kỳ được. Mày không cũng không thể đi với cái đường này được, phải đi hai đường song song với nhau. Bởi vậy cho nên mình phải đi vẽ cái thêm một cái đường song song này nữa, là mình phải đi đường này. Này. Bấm vô reality ha. Vẽ này. Đây là cái mặt phẳng làm việc này. Đó, reference plane. Đập tắt là ref plane á. Còn cái này là reference line, đập tắt là ref line. Ref line có nghĩa là một cái đường. Còn ref plane là một cái mặt, cái mặt phẳng làm việc nha. Đó, bây giờ mình vẽ cái những cái đường chấm chấm mỏng mỏng này mà em thấy đó là đang là hiển thị này là đường reply đó. Còn reply đây ha, reply này mình đi vẽ reply nè, trong bài này mình không có vẽ reply nha. Đó, các chú ý nha, đừng có vẽ reply nha. Đó, bấm đây này, rà chuột cho nó thẳng để cho nó đẹp ha. Bấm vô đây, kéo xuống, kéo thả xuống, một, bấm vô đây, kéo thẳng xuống, 2, ra, bấm đây, kéo qua, đó, bấm đây, kéo qua, đó, mình đi vẽ reply, hãy em vẽ đi, vẽ bóng đường đi. Được chưa? Tiếp tục nha. Dim nè. Annotate nè. Align nè. 1 2 3. Đưa chuột lên đây. Bấm vào. 1 2 3, đưa chuột lên đây. Vào một cái điểm không có, bấm vào một vùng trống đó, không đụng bất cứ đối tượng nào hết á, bấm vào kết thúc lệnh, cái là thoát khỏi cái lệnh này nha. Rồi bây giờ mình thoát ra luôn này, modify này, mấy anh thấy trên cái dấu phía đuôi chuột nó có cái đường kích thước đó, vẫn còn trong cái lệnh đó, đó. Mình thoát ra khỏi lệnh luôn này đó. Đây nha, nó lại nha. Đây align 1 2 3, bấm giờ, 1 2 3, bấm giờ. Được chưa? Sang là bấm một cái đường tổng đi. Đó. Bấm đường tổng đây. Đó. Được chưa? Xong rồi bây giờ bắt đầu mình mới đi vẽ, đi tạo cái đường kích thước với tạo nhãn này, đường kích thước bằng nhau này. Mình thấy có chữ EQ không? Chọn những đường kích thước này.
Nếu như mình muốn sửa nó á, thì bấm vô đây, Edit Fitness. Bấm trùng ở đây nó sẽ mất. Bỏ bớt này nha. Bấm vô đây thêm vô. Đó là sửa được kích thước. Bấm chữ OK là nó sẽ bằng hai bên luôn này, bên 900 bên 800 đúng không? Có một cái. Rồi. Nha. Hai bên bằng nhau rồi nha. Khi chữ OK là equal á, hai bên bằng nhau. Rồi, bấm vô, đó. Nha. Đó. Mình để vậy là nó luôn luôn bằng nhau. Khi mình sửa số trên này bao nhiêu thì số cái dưới đó nó sẽ tự động nó chạy theo. Đó nha. Này, sửa số đây này. Nhưng mà chờ cái này mình chưa có sửa được, mình phải gắn nhãn vô mới sửa được. Dưới này cũng vậy, đây. 900 600 800 đúng không? Bấm giờ quay ra, đó. Equal rồi. Xong. Chọn vô cái đường kích thước này. Mình tạo cho nó một cái nhãn. Này, trong này không có nhãn gì hết ha, bấm nút new nè. Nếu mấy em xài 215 217 thì cái công cụ nó nằm phía dưới này. Dưới thanh này ha. Ở đây mình bấm đây ha, new. Chọn vô chiều dài. Ok. Đó. Bấm vô đây. New. Chiều rộng. Ok, đó. Được chưa? Các em làm theo kịp không? Bạn nào làm được kịp tới đó rồi nhắn cho thầy coi coi. Rồi, kịp rồi phải không? Bây giờ mấy anh thấy chiều gì dài chiều rộng này của mình nè, mình đặt được nó nằm đây nè. Đây nè. Vô chỗ property này nha. Ồ. Nè. Nằm đây. Đó. Bấm vô đây. Các em thấy chiều dài chiều rộng mình đặt được nằm đây này. Bây giờ mình chỉ cần sửa số này, 1200 đúng không? Hồi nãy là trên cái hình vẽ của mình á, 1200 với 800 phải không? Đó, sửa lại, apply rồi nó chạy theo. Thấy chưa? Đó. Sửa số này rồi là chạy theo nha. Đó. Đó, đường kích thước. Các em hiểu chưa? Mình vẽ đường kích thước, mình tạo cái tham số cho nó để mình có thể điều khiển cái tham số đó ở phía bên trong này. Không nha. Đó. Nên thậm chí ví dụ như mình đặt như vậy, chiều dài ấy thì bằng chiều rộng nhân với lại hai chẳng hạn cũng được, đúng nha. Đó nha. Nên khi mình sửa số này, sửa nó này 600 đó thì sẽ tự động nó sửa hai cái luôn đó, sửa số này 900 đó nha. Đó. Các em thấy là cái tham số là dùng để giống như lập trình vậy, thì mình sửa được nhiều, làm được nhiều vấn đề ở đây nè. Đó, tạm thời mình để vậy đi ha. Đó. Rồi, mình qua mặt đứng. Ở đây là mặt bằng nè, mặt bằng sàn này, mặt bằng trần này, view 3D này. Qua đây là mặt đứng này. Bấm vô front này, mặt đứng trước ha. Đó. Rồi mình vẽ thêm. Reference plane này, đó, đó, phải một cái là cái để chân, chỗ này là để chân này, cái này 140 đúng không? Đó.
Rồi. Đây là chiều cao này. 140 này á, mình không thay đổi, nhưng mà chỗ này á, thì mình đặt tên là chiều cao ha, new cao. Đó, mình đang ở mặt đứng nha. Đó. Mình có thể bấm đây mình sửa số này lại. Ví dụ số này mình sửa 750. Đó, cũng được. Hoặc là mình bấm vô đây mình sửa cũng được, như nhau. Đúng nha. Rồi mấy em làm tới đó đi. Bạn nào là không kịp thì cứ báo liền nha. Kịp xong bước này, đấy một bước quan trọng nữa là đặt tên cho cái mặt phẳng làm việc. Tại nãy giờ là mình học cách để ghi kích thước với là tạo nhãn đó. Các em đã làm được hai bước này nha, ghi dấu ra nè. À, mình chuẩn bị đến đặt tên cho mặt phẳng làm việc này. Đặt tên cho mặt phẳng làm việc. Bấm vô cái mặt này đi. Mình đang ở mặt đứng nha, thì cái mặt này là mặt bàn nè. Nếu mấy em xài phiên bản sau này thì sẽ có chỗ này mấy em đặt luôn, còn không thì mấy em đặt chỗ này nè. Đây chỗ này nè, đó nêm nè, đặt tên cho cái này là cái mặt bàn nha. Chỗ này là cái chân bàn, à, cái để chân. Đó. Được chưa? Chọn vô nó nha. Đó, có thể bấm tại chỗ này sửa. Đó, hoặc là có thể sửa trong này. Hai chỗ. Bấm nút save vào đây nha. Save lại nha. Chứ không quên là rủi bị tắt máy hay gì là mất á. Rồi, bây giờ là mình tạo các cái mặt phẳng làm việc. Rồi, đi cái thước đường quang rồi. Đó, bây giờ mình test thử nha. Nè, test chiều cao nè. 1.000 thấy đây. Đó, ở đây, 750. Đó, được chưa? Rồi. Rồi quay lại mặt bằng nè. Reference level. Reference là tham chiếu á. Đó. Tham chiếu đến cái tầng này nè. Level. Cái chữ level này có nghĩa là cái tầng này nè, tầng dưới cùng này nè. Nè, tầng này nè, chà. Đó, tham chiếu đó. Cái mặt bằng nhìn xuống đó đó. Đó. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình mới đi dựng hình nha.
Đầu tiên mình dựng cho cái mặt của cái bàn. Mặt của cái bàn á. Bây giờ trước khi để đi dựng hình như vậy á, thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em mở nhiều cửa sổ nha, để dễ nhìn ha. Bây giờ mấy em nhấp vô mở mấy cửa sổ là ví dụ mặt đứng này nha, mặt bằng nè, mặt đứng bên trái nè, cha cái 3D rồi, một cái đứng trước, cái đứng bên trái, cái 3D với cái mặt bằng. Đối với phiên bản Revit 18 này xuống thì nó không có cái tab ở phía trên này. Các em muốn thấy mình đang mở bao nhiêu thứ trong đó thì mấy em bấm vô đây nè, thấy mình đang mở này, bốn cái này nha. Đó. Rồi bây giờ bấm vô cái chỗ chỗ này nè, siêu view nè, bấm vô ha. Đó rồi mở ra bốn cái bàn này, ở đây là mặt bằng này nha, đây là 3D chưa có gì không thấy, đây là mặt đứng bên trái này, đó đây là mặt đứng bên, mặt đứng trước. Rồi, được chưa? Bây giờ mình đang ở mặt bằng nè. Bây giờ mình vẽ một cái mặt của cái bàn vô đây. Nè. Vẽ một cái mặt mặt bàn vô đây. Nè. Đây nha. Đó. Đó. Tức là trên mặt này nó sẽ như thế này đúng không? Đó. Nhưng mà nó phải ở vào cái vị trí của mặt này, hay là cái mặt này, hay là cái mặt này. Khi mình vẽ trên mặt bằng này á, mình không biết cái nào ở đâu. Chỗ này nè, ở trên mặt bằng này. Mình không biết cái nào ở đâu, bây giờ mình phải vô đây mình set cái mặt phẳng làm việc trước. À, bấm vô đây nè, vô đây ha. Vô cái mặt level nè, set mặt phẳng làm việc nè. Chọn vô cái mặt bằng mình mới bị đặt tên nè. Đó, mấy em làm theo đi cho kịp nha. Nè, reality nè. Đó, set mặt phẳng làm việc. Chọn ở chỗ này là cái mặt bằng nè. Đó, mặt bằng này đây. Đó, nó đó. Được chưa? Ok ha. Giờ là phải tưởng tượng là mình đang làm việc đó nha. Đây nè. Bắt đầu mình mới bấm vô đây nè, extrusion này. Ở đây là năm cái công cụ dựng hình. Cái đây là dựng hình khối. Cái đây là dựng khối rỗng. Nè, năm cái này tương tự vậy để dựng khối rỗng. Để cho nó cắt mấy cái khối đặc này đó. Rồi giờ mình dựng khối đặc nè. Bấm vô extrusion ha. Rồi, chọn vô cái hình chữ nhật. Vẽ từ đây đến đây. Đó. Khi mình set mặt phẳng làm việc rồi á, mình vẽ ở đây. Mình thấy là nó sẽ nằm vô cái mặt phẳng làm việc này. Đó, mấy em vẽ ra được như vậy là đúng. Từ đó đi.
Được chưa? Xong rồi á, cái độ dài của cái bàn này, nó dài bao nhiêu nè? Thì mình có hai thông số này nè, chữ M star này, so với lại cái bề mặt phẳng làm việc đó, là hai số này đây. Các em chọn cái chữ star là bằng 0 đi, và cái N này mình âm xuống 20, tức là độ dài nó âm xuống phía dưới 20 nha. Đó, mình chọn độ dài cho âm xuống phía dưới, xong bấm finish. Đó, chọn xong là bấm finish, mình sẽ thấy được cái khối nè, phía này rồi đó. Được chưa? Âm xuống 20. Các em làm đi nha, từ từ ra cho kịp đi, hãy thấy có chậm quá thì nói nha, thầy sợ mấy em thầy em kịp thì nói rất là chậm á. Sao nó âm xuống 20 á hả? Em hỏi sao nó âm xuống 20 hả? À, em hỏi sao âm xuống mà chưa thấy, em phí nịch cho mới thấy. À, rồi tao rồi. Mấy bạn khác làm kịp hết chưa? Có bạn nào làm chưa kịp cần chờ nữa không? Bạn nào cần chưa chưa kịp cần chờ thì nhắn tin đi. Không là thầy nói tiếp à. Được cái nào phải không? Nói tiếp nha. À, phía này qua phía bên này mấy em không thấy 3D, đáng lẽ phải thấy cái mặt trong này rồi chứ đúng không? Không thấy đâu hết, mấy em bắn cho thầy lên zoom nó lại đi. Yes, à, để zoom fix nó lại á, tên á, đánh cái lệnh tắt á đó nha. Đó rồi, bấm mũi tên này nha, ra được cái mặt bàn.
Được chưa? Tiếp nha. Rồi. Bây giờ á, mình vẽ chân bàn nha. Cái chân bàn á là đi từ đây đến đây đúng không? Cái chân bàn này đi từ đây đến đây nè. Đó. Đó. Thì á, nó đây nè, đúng chưa? Đó. Đây nè. Nha. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình mới vẽ nha. Giờ là mình lấy cái mặt phẳng nào làm việc, mặt phẳng dưới này nè. Mặt phẳng làm việc ở đây nè. Chọn cái mặt phẳng dưới này làm việc nè. Chà. Đây, vô bảng tray này. Vô đây, set mặt phẳng làm việc. Rồi. Different level đúng không? Đó. Đây nè. Ok. Được chưa? Rồi bắt đầu. Bấm extrusion. Vẽ cái chân. Cái chân 80 đúng không? Đó. Vẽ phương này được 80 rồi, phương này 70 chưa đúng. Chọn vô cái đối tượng này. Chọn cho một cái line phía này nha. Sửa số này 80. Đó. Nè, muốn sửa là chọn vô nó này. Muốn sửa đối tượng nào thì chọn vô đối tượng đó. Đó. Nè. Đó. Nha. Vẽ dài thì nó đang nằm đâu rồi? Đây này, nằm đây nè. Dưới chân này đúng không? Đó. Nằm đây nè. Nằm đây nè. Đó. Đó, đang nằm 3D nè. Bây giờ mình cho nó cao lên bao nhiêu? Chỗ này nè. Từ cái mặt đất. Đúng là nó cao lên 750 là nó vừa nó rồi đúng không? Nhưng mà mình để mình còn liên kết nó nữa cho nên mấy em sửa số nó lên 1.000 luôn đi cho lúc đi khỏi mặt bàn luôn 1.000 luôn. Rồi, được chưa? Tiếp tục. Finish. À, chân lấu rồi. Được một cái chân. Đó. Rồi, tiếp tục nha. Chọn vô đây. Mirror nó qua phía bên kia. Đây nè. Đây mirror này. Đây mirror của cái đường, đây mirror của hai điểm. Mình có cái đường trục rồi mình mirror của cái đường nha. Mirror này. Mirror. Đây, bấm qua đây. Đó. Được chưa? Chọn hai đường này, hai cái này luôn. Mirror. Qua đây. Rồi ra bóng cái chân. Đó. Rồi các em làm đi. Đó. Chọn cho nó ha. Hiển thị cái lại mirror này.
Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu nè. Mình ràng buộc cái đầu của cái chân bàn xuống này, chọn vô cái chân bàn nha. Giữ ra nè. Kéo xuống. Xuống dưới mép dưới của cái mặt bàn nè. Rồi bên thấy xuất hiện cái khóa nè, khóa lại. Một cái chân. Bấm thêm một cái nữa. Từng cái một. Rồi, hai chân. Đang ra. Đó. Rồi bấm vô đây. Kéo xuống. Đó. Bấm vô đây. Kéo xuống. Khóa lại. Đó. Kéo ra đi. Được chưa? Rồi các bạn comment cho thầy coi hả? Các bạn làm theo kịp hết chưa? Bạn nào làm xong được rồi nhấn xong rồi đi. Thấy nhanh hay thấy chậm thì các bạn cứ nói nha. Mới được cái mình bằng phát xong hả? Bạn nào xong rồi comment đi. Ít nhất cũng phải được 10 bạn xong rồi thì mới nói tiếp chứ. Mới được có hai bạn à. Trọng Trọng Khải à, mới phát với Khải xong à.
Ủa, có hai bạn làm xong rồi hả? Có mình bạn Phát với bạn Khải xong rồi hả? Mấy bạn khác chưa xong hả? Các bạn có cần hỏi muốn làm lại từ đoạn nào không? Được 4 bạn. Vẽ set là mặt phẳng làm việc, mình cần vẽ mặt phẳng nào thì mình set ở mặt phẳng đó, còn mình vẽ chung một mặt phẳng thì không cần set lại. Nhưng mà hả, mình vẽ để mình biết mình vẽ ở đâu chứ, hay vẽ ở mặt phẳng khác thì mình phải set lại. Đúng rồi, rồi giờ ta nói tiếp nha. Bây giờ vẽ đến cái bây giờ mình vô đây mình chỉnh sửa thử coi. Đây bấm đây nè, mình sửa, mình coi thử, mình test thử cái bàn nó chạy chưa. Nếu như nó chưa chạy thì mình là nó sai, mình chạy thì ok nè. Ví dụ cao 1.000 thế coi có chạy theo không đó, chạy theo đúng rồi, 750 chạy xuống, chỉnh là 2.000 thế coi đó, chạy vậy là đúng rồi đó, 1.200 đó. Đó, mình test hết các cái thông số thử chạy đúng hết chưa, thì 1.200 luôn thành một cái bàn vuông thứ coi đó cha, đó 800. Ừ, rồi test thấy như vậy là được rồi, ok rồi. Rồi, được rồi phải không? Có bạn nào bị lỗi gì không? Không lỗi làm tiếp nha. Bây giờ vẽ cái thành bàn nha. Bây giờ cái thành bàn á là nó 140 xuống đây đúng không? Thành bàn này 140 đây này, đúng không? Ở dưới đây. Đó. Rồi vô mặt bằng, mình phải set mặt phẳng làm việc là set mặt phẳng làm việc cho thành thạo đó nha, mặt bằng. Ok. Sang bấm extrusion dựng hình, hình chữ nhật đó, độ rộng của bàn này bao nhiêu, à, độ rộng của cái tấm thành này là 20 phải không, chỉnh cho đó, cái đó đi à. Rồi mình chỉnh cái số hai số này bao nhiêu, số này chỉnh bao nhiêu, âm số 20 là xuống dưới cái mặt dưới của cái bàn này, rồi âm số 160 tức là nó còn 140 đúng không đó. Đó, mình âm xuống 20 là xuống dưới cái mặt bàn, âm xuống 160 nữa vậy là tổng cộng cái chiều ra chiều cao của cái bảng đó là 140. Finish. Đó. Đây này.
Được chưa? Tiếp nha. Đây, bây giờ mấy em thầy chỉ cho mấy em mấy cái kỹ thuật nữa để mấy em tập thao tác cho nó quen với một số cái lệnh nha. Bây giờ mình mirror là cái này qua phía bên này. Mirror này bấm lại là mirror này. Đó. Qua phía này được một bảng phía này nữa đúng không? Hai bảng. Rồi. Xong mình mirror qua cái hai phương còn lại. Mà cái bàn muốn mirror qua hai phương còn lại mình phải sửa cái bàn thành hình chữ nhật, có hình vuông. Sửa bàn hình vuông đi. Giờ 1.200 luôn đi. Đó. Nha. Rồi mình chọn hai cái này. Chọn hai cái thành nè. Chà, mirror qua đường chéo. Bấm mirror qua điểm ha. Nè, chọn này, đường chéo này. Thấy chưa? Đó. Đó. Rồi, được phóng ba. Thấy chưa? Sửa số lại coi thử coi nó chạy đúng không? Đó, ok, chạy đúng. Được rồi. Rồi các bạn làm tới đó đi. Xong thầy chỉ các bạn làm cái lấy cái ghế ra bỏ vô. Mình làm cái array nữa là được rồi. Xong rồi các bạn sẽ về nhà làm tiếp theo cái hướng dẫn của tài liệu với lại video để hoàn thiện bài tập. Ráng chút xíu nữa nha. Ngồi học online là không quen chắc mỏi ha. Ngồi ở nhà học vậy có buồn không? Em thích tới lớp gặp bạn bè hơn. Được chưa? Nói tiếp được không? Rồi, tiếp nha. Bây giờ mình cái để chân dưới này mấy em tự vẽ nhà, bài tập về nhà đó nha. Bây giờ mấy em qua lại mặt qua mặt bằng này. Đó. Mình đi lấy cái ghế mình bỏ vô, trong này chưa có cái ghế. Cái ghế là một cái family khác, mình sẽ lấy cái family khác mình bỏ vô đây để mình đi vẽ tiếp. Có nghĩa là cái family này nó có thể chứa family khác vô hạn ha. Các bạn cứ lấy family này vô family khác thì vô vô hoài tới khi vô dự án thôi ha. À, bây giờ bắt đầu này. Insert load một family vô này. Load. Em đi load family vô nha. Này, load family này. Load family. Rồi. Mình vô đây. Hồi nãy em vô đây nè, chà. Rồi mình đi kiếm cái ghế nha. Furniture. Sitting. Ghế nè. Đó. Chọn cái ghế là đơn giản thôi, chọn ghế này đi nè, đó giống bài tập thầy môn minh họa trong tài liệu á. Thấy chỗ nào không kịp thì báo liền nha.
Ê cha, open ra ha. Rồi. Mình sẽ thấy nó chạy vô đây nè, nó không có vô liền trong cái giao diện này của mình đâu nha, nó chỉ vô cái kho đây thôi. Xong em giữ chuột vô đây, kéo ra, bỏ vô đây. Nha. Đó. Bỏ vô. Được cái ghế. Mình tới đó đi. Giữ chuột vô đây nha. Nè. Trong family này, kéo bỏ ra. Được chưa? Tiếp tục nha. Bây giờ mấy em chỉnh vô, ví dụ chỉnh cái độ rộng của cái chỉnh cái độ rộng của cái bàn thử coi. Ví dụ 1.200. Mấy em thấy cái ghế nó đứng im, nó không có chạy theo cái cạnh bàn đúng không? Bây giờ mình muốn cái ghế mà nó chạy theo cạnh bàn á, mình phải vẽ một cái đường rep plan. Ví dụ có thể copy hoặc là vẽ thêm này, copy này. Copy cái đường rep plan này nè. Copy ra. Được chưa? Đó xong rồi mình đim vô à, bấm vô đây ha, đim à. Đó mình đi một khoảng cách này, ví dụ khoảng cách này 150, xong mình chọn vô cái đường đim, khóa nó lại cho dính cứng vô đây. Được chưa? Cái đường đim, khoảng cách giữa đường đim này với đường đim này nó giữ ở một khoảng cách 150 cố định như vậy, để cái này chạy bao nhiêu nó chạy theo. Đấy nha, ví dụ như này là 200 đó nha. Đó rồi mấy em làm tới đó đi đã, cái sau đó mình neo cái ghế vô cái đường đêm đó, cái đường rep plan đó. Các em không nên đêm trực tiếp vô đối tượng rồi khóa nha, cái này là mình dùng cái rep plan làm trung gian rồi mình mới neo cái ghế vô. Mình làm vậy thì nó rành mạch và nó sẽ cái bài nó sẽ chặt chẽ hơn. Được chưa? Rồi bắt đầu neo vô nè. Neo ghế vô nha. Bấm lên Modify nè. Lại Align nè. Đó, lại Align nè. Để mình neo cái ghế vô. Chọn vô cái đường rồi làm chuẩn. Được nha. Chọn đường làm chuẩn nè. Rồi chọn vô cái tâm ghế nè. Đó. Khóa lại. Đó. Như vậy thì bây giờ mình sửa số này là cái ghế chạy theo rồi nè. Đó.
toàn bộ cái bài này là có trong cái video kia thì đã giảng kỹ trong đó rồi, nếu bạn nào mà không đi học hoặc là chưa nắm vững thì về làm lại cho kỹ nha, chứ không có cái bài này không có dạy lại ha, đặc biệt mấy bạn mà bữa nay không đi học á. Rồi bây giờ mình tiếp tục vẽ đường xếp lên này, giới hạn theo khóa theo phương này này, khán giả rồi mình ghi kích thước cho khoảng cách này, các bạn ghi là 350 để mình khóa theo cái phương chiều dài đó. Sao mình lại align cho khóa lại, rồi giờ thì mình sửa chiều dài nó chạy theo này đó. Được chưa? Rồi, mình học một cái vấn đề cuối cùng nha. Các bạn sẵn sàng ra một cái cuối cùng hơi khó này. Cái này ra right nha. Sẵn sàng chưa? Mấy bạn sẵn sàng ra nhắn tin cho đi. Sẵn sàng cho thầy nói tiếp cái cuối cùng. Giờ mình nghỉ. Sao phải không? Nhìn đây. Mirror cái đường này qua phía bên kia ha. Mirror cái đường rep lên đây này. Đó. Đi cái thước vô luôn, khóa lại. Bên này cũng 350 luôn, khóa lại. Đây. Chọn cho cái ghế này. Thôi mirror đi, mirror xong rồi nó tiếp. Đó, mirror qua đi. Được chưa? Tiếp tục nha. Chọn vô cái này nè, chọn vô cái ghế. Bấm lại Arrive nha. Arrive nè. Arrive ra một dải nè. Ở đây mình có hai cái tùy chọn, các bạn chú ý. Cái second hay là last. Nếu mình chọn cái second á thì Arrive ra một mảng nhiều nhiều cái ghế, thì cái ghế thứ nhất ở đây, cái ghế thứ hai ở đây và cái ghế thứ ba nó chạy ra ngoài này mất, giữ đúng khoảng cách này nè nha, giữ đúng khoảng cách này. Nếu như mình chọn cái lát á thì á cái thứ nhất ở đây, cái thứ hai ở đây, cái lát ở đây á thì cái thứ ba nó nằm đây nha, đảm bảo rằng là
trong này đó khác nhau, hai cái này khác nhau. Cái trường hợp này của mình là mình phải chọn cái lát nè, chọn lát rồi bấm đây làm chuẩn nha, cái này bấm đây làm chuẩn nè, một điểm nè, điểm thứ nhất nè, điểm lát đây nè, lát ha đó, mình nhập vô số 3 rồi, được chưa? Rồi tới đó đi, bấm nè, phải ở right này, chọn lát nha. Được chưa? Cuối cùng mình đi khóa lại. Là like này. Khóa đường này lại. Khóa lại. Khóa ghế này lại đây luôn. Cái hồi nãy cái khóa cái ghế đầu tiên là mình khóa rồi. Bây giờ mình khóa cái cuối cùng nữa. Xong. Bây giờ bắt đầu mình chỉnh coi thử chạy đúng không nha. 4.000. Đó, chạy theo rồi đúng không? Đó, 1.200. Thế chưa? Nhưng mà cái điều lúc nào nó cũng có ba cái ghế à. À. Rồi mình làm sao để cho nó dài ra, chạy dài ra thì nó sẽ tự tăng số ghế lên. Muốn cái dài ra tăng tự tăng số ghế này, chọn cho một cái ghế. Bấm vô cái đường này nè. Chưa? Thêm tham số vô, add tham số, số ghế. Một dãy. Thêm vô số ghế một dãy. Dạ, bấm đây ha, thêm chỗ này nè. Số ghế một dãy. Chọn vô cái line này nha. Đó, mới thêm vô được. Đầu tiên mình chọn vô cái ghế, cái chọn vô cái line này. Được chưa? Rồi. Ví dụ như bây giờ mình chỉnh ra số 4.000. Rồi. Và số ghế này á, hẳn nó vẫn chừng này. Ở đây này, bấm vô đây. Sửa này 6 ghế đó, thêm ghế vô thấy chưa, muốn cho nó ra tự động mình gắn cái tham số này cho biểu thức này, chiều dài chia cho 550 chẳng hạn đó, mình thử coi đó. 7 ghế thấy chưa, chỉnh số này 2.000 đó, còn 4 ghế 1.200, 2 ghế thấy chưa. Rồi, các em làm tới đó thử đi. Bữa nay mình học tới đó thôi. Phần còn lại là bài tập về nhà. Các em xem cái tài liệu với video, hoàn thiện tiếp cái bài. Những cái phần cơ bản là thầy chỉ xong rồi đó. Từng bước. Các em thấy có theo dõi có dễ không? Đó nha, bây giờ buổi học này mình kết thúc ở đây. Bây giờ các bạn nào muốn hỏi thêm gì thì cứ hỏi đi ha. Đó.